Hoàng Gia Đô xin mến chào các bác nhé. Trong video clip ngày hôm nay thì Hoàng Gia Đô rất hân hạnh được test một chiếc đầu CD của hãng Marang, model của nó là CD95 để gửi một bác khách ở tỉnh Bắc Giang. Đấy. Bác khách có nghiên cứu và cũng thích cái dòng CD Marang 95 này rồi, thì cũng Hoàng Gia cũng nói rằng là những cái hàng này thì để mà hàng đẹp thì cũng phải đấu giá bên Nhật về, và cũng như là phải lựa chọn những con thực sự xuất sắc, bởi vì như các bác biết là những cái dòng đầu CD này đều là những dòng đắt tiền chứ nó không có rẻ. Thành ra là khi người chơi đã có ở phân khúc tiền này rồi thì thường là người chơi rất là biết, như các bác biết là ngoài hình thức nghe hay ra, bài phải đẹp và thực sự xuất sắc, thì Hoàng Gia hiểu cái tâm lý của các bác, nên là thành ra là ai cũng thế thôi, đã là đồ đắt tiền và đồ chơi và đồ bài thì nó phải đẹp, nên thành ra là nhiều khi có những đợt thì có những con rất là đẹp, có những con thì nó về nhìn bạn bên Nhật ấy, là nhìn nó chảy xước rồi nó nem nhem, thì những con đấy thì Hoàng Gia không đấu vì bản chất là về thì nó không đẹp, thì thành ra là bán nó rất là khó. Thành ra đã là những con đắt tiền như này thì luôn luôn Hoàng Gia phải đặt những con thực sự phải là đẹp đấy, nên là bác nào mà thích những hàng đẹp thì chúng ta có thể phải chờ đợi, bởi vì những cái hàng này không phải bên Nhật lúc nào nó cũng có các bác nhá. Đấy, nên là thi thoảng nó sẽ có những con đẹp thì nó sẽ đấu giá, và cái thời điểm đấu giá thì nó cũng phụ thuộc vào cái tỷ lệ người đấu giá. Ví dụ như bây giờ một cái sản phẩm này đăng lên thì có rất nhiều người đấu giá, tầm 3-4-50 người cũng nhảy vào để đấu một con đầu này, thì ai trả giá cao hơn thì người đấy thắng cuộc. Đấy, đấu giá nó là như vậy, thì các bác hiểu rồi. Thì cũng có những đợt là mua những con này về khá cao, nhưng tuy nhiên thì cũng phải cân đối với giá đang bán hiện tại ở trong nước, tức là hàng tại Nhật cộng thêm phí vận chuyển về Việt Nam. Ví dụ như con đầu này nặng khoảng 15 cân thì vận chuyển hết khoảng tầm hơn 3 triệu tiền vận chuyển, cộng thêm phí nội bộ, tức là từ tỉnh nọ sang tỉnh kia tại nội địa Nhật, cộng thêm phí mua hàng, thì phải cân đối được cái giá so với giá thị trường tại Việt Nam đang bán. Nếu mà cái tiền, ba cái thứ tiền gồm tiền vận chuyển, tiền phí vận chuyển này, nội bộ này, phí vận chuyển từ Nhật về Việt Nam theo đường hàng không, cộng thêm phí mua hàng, mà nó vượt quá mức so với cái tiền sản phẩm đang bán tại Việt Nam. Ví dụ như là những sản phẩm này Hoàng Gia đang bán khoảng 21 triệu, nhưng mà thị trường người ta cũng đang bán tầm 21 triệu, mà bây giờ mình nhập về cộng thêm bao nhiêu cái phí đó mà mình nhập về mà nó lại 21, 22 triệu rồi thì mình sẽ không có lãi được. Thành ra là xin thưa với các bác rằng là nhiều khi đấu giá còn phải phụ thuộc vào cái giá tại Việt Nam mình đang bán nữa. Chứ bây giờ mình bán cao hơn so với cái giá mà tại Việt Nam người ta đang bán thì rất là khó để mình cạnh tranh. Nên là tất nhiên là còn phụ thuộc vào hình thức máy móc nữa. Thì bây giờ Hoàng Gia cứ lấy một cái bài toán là cái hình thức máy móc là như nhau đi, đẹp như nhau đi, nhưng cái giá mà nó chênh lệch nhau nhiều thì sẽ không ổn một tí nào cả. Nên thành ra những con máy đó có những con cao đấu giá rất cao, và thường Hoàng Gia sẽ không đấu, bởi vì là nó vượt quá mức so với cái giá đang bán tại Việt Nam là Hoàng Gia sẽ không đấu, mặc dù cái máy có thể là rất là đẹp. Đấy, thì những con máy mà nhiều khi nó đẹp nhưng mà vấn đề giá nó cao là rất là khó, vì hàng đấu giá thì giá nó sẽ không, nó không thể là có một cái giá nào cố định được. Nên các bác lưu ý rằng là tùy từng lúc có hàng, tùy từng lúc không hàng, là lý do nó có hai lý do. Một là tại thời điểm đấy có thể hàng nó không đẹp, hoặc là cái gì, cái giá nó đấu giá cao quá, mình không thể đấu được và mình không thể bán được, về mình không thể bán được, bán cao cho các bác để các bác bảo là mình bán đắt, mình lãi nó dày, nhiều khi nó khó. Ví dụ bây giờ đang bán con này 21 triệu rồi, ngày mai ngày kia hoặc nửa tháng nữa có một con nó về nó cũng đẹp như này mà bán 23, 24 triệu thì nhiều bác sẽ thắc mắc. Bác sẽ bảo là tại sao ngày trước bán 21 triệu mà bây giờ lại bán 23, 24 triệu, ví dụ như thế thì rất là khó ăn nói. Nên là Hoàng Gia cũng chia sẻ với các bác là đấu giá Nhật nó là như vậy, và nhiều khi hàng về là phải cân đối với cái giá mà mình đang phải bán ở tận thị trường Việt Nam nữa. Đấy, thì Hoàng Gia chia sẻ với các bác như thế. Còn sản phẩm này thì Hoàng Gia test và gửi bác khách ở Bắc Giang, các bác có thể nhìn cái độ đẹp, độ chất của con CD Marang 95 nhé. Đây, nó có một cái cửa ben này, con này nó gần như là nó là hết số rồi. Nhiều bác cứ bảo là con 99SE là hết số, nhưng thực ra con 99SE thì lại không có tên tuổi trên thị trường đầu CD các bác nha. Nếu mà nói về CD Marang thì các bác lưu ý nó chỉ có một vài cái model tên tuổi thôi, ví dụ như là CD50, CD60, CD72, đấy, 80 và 794 Limited và 95. 94 thì nó là nó giống mỏng như con này, và nó hai hồi gỗ bóng piano,
còn 95, 80, 72 thì nó là hồi gang. Đấy, nó là hồi gang này các bác này. Đây hồi gang nhá. Nó là gang nhá chứ không phải là bằng gỗ hay là bằng nhựa đâu nhá. Và mặt gôn này thì rất nhiều bác thích. Đấy, mặt gôn này rất là đẹp. Sáng, đẹp. Đấy. Đây, các bác có thể nhìn này. Không bị chảy nhá. Những cái dòng mà hồi gang ấy là nó hay bị chảy chỗ này các bác này. Nó hay bị chảy cái lớp mà sơn ở đây này. Đấy, nhưng con này về bằng da tuyển rất đẹp nhá, từ những cái chân này. Đấy, các bác có thể nhìn này. Đấy, còn ma răng 80 đây. 80 thì nó dày hơn, các bác nhìn hồi gang nó rất là đẹp. Con 80 này thì nó sẽ có hai màu. Màu đen và màu gôn. Nhưng màu gôn rất hiếm, bên Nhật gần như màu gôn không có. Mà có thì lại nhiều khi lại không đẹp. Đấy. Nên là tại sao ấy, con đen này Hoàng gia đấu giá về là Hoàng gia cũng đấu giá luôn, bởi vì nó đẹp thì đấu giá thôi. Chứ còn thích nhất là bán con mặt gôn. Con mặt gôn nó rất dễ bán. Còn tất nhiên nó còn phụ thuộc vào cái độ phối đồ của mình nữa. Ví dụ như là nếu mà âm ni mà mình là đen rồi thì mình sẽ chơi âm ni đầu CD đen thì rất là hợp. Còn với những dòng âm ni mặt sáng, mặt vàng chanh thì chúng ta chơi cái con đầu màu vàng chanh này thì nó rất là hợp, nó phù hợp. Thì nó cũng tùy theo sở thích của từng người nữa các bác nhé. Nhưng thông thường cái màu gôn ấy là cái màu này thực ra nhiều người thích nhất. Đấy. Các bác có thể nhìn cái độ đẹp của nó thì từ cái tem mác. Đấy, từ cái tem mác này. Từ cái chân này. Cái chân này. Đấy, chữ nghĩa này. Đèn quắc này. Cái này nha, Hoàng gia cũng chia sẻ với các bác này. Một con đầu như thế này ấy, là khi mình về ấy, là phải thay đến 4 cái dây cu loa. Các bác nhá, nó có 4 cái dây cu loa tất cả. 2 cái dây cu loa ở motor ở trên này để kéo vần cửa băng và 2 cái dây cu loa nằm bên hông này nữa. Nó có tới 4 cái dây cu loa. Nên là khi thay dây cu loa mà thay dây xịn của nó thì nguyên tiền thay dây cu loa nó mất khoảng 5 đến 600 ngàn tiền dây cu loa rồi. Các bác lưu ý nhá. Đấy, nó không đơn giản một tí nào bởi vì những cái đồ này ấy, là hầu như về phải thay dây cu loa, nếu không thay thì các bác biết rồi đấy, cửa đĩa nó sẽ nhiều khi nó kẹt, nó không ra vào được. Thì hôm trước là Hoàng gia có quay các bác nhìn đấy, là nó về là không ra vào cửa đĩa được, là lý do là đứt dây cu loa. Khi thay xong thì nó sẽ chạy bình thường. Đấy thì mình biết được cái bệnh của nó rồi, thì là mình biết là hiểu được cái việc đó thì nó rất đơn giản thôi. Đây và đầu mắt đọc đĩa rất nhanh. Và đèn quắc con này nó là màu xanh rất là nét các bác nhé. Đấy. Mời các bác chúng ta nghe thử cái chất âm của nó nhé. Đấy. Hay rồi các bác nhé. Thì hôm nay Hoàng gia đang ghép với Fisher 800T và loa AR3 Cam Cước. Đi về vì biệt kể từ đây còn luyến lưu làm chi, còn vẫn vương làm gì, ai thật lòng yêu ai đến bây giờ mình đã biết. Pau này, ở đây nó có cái đèn này, các bác nhìn này, rất nhìn rất là thích mắt. Đấy. Đấy, các bác nhìn này, đèn tốp này, tốp là sẽ mất đèn nhá, vào đây sẽ đèn xanh này, pau lại sẽ đèn vàng này, đấy, nhìn rất là bắt mắt các bác nhá. Đấy. Và Hoàng gia sẽ gửi các bác ở một cái chi video là nội thất nhá. Hoàng gia sẽ quay cái nội thất của con này cho các bác xem luôn. Nội thất của con này thì không phải bàn được, nó rất là gồ ghề luôn. Và dòng này thì nó sử dụng hai con chip giải mã 1541 vương miện các bác nhá. Các bác lưu ý nhá, chip giải mã 1541 thì là nổi tiếng rồi. Và lại chip vương miện nữa. Đấy, thì nó lại càng nổi tiếng. Con này dùng sử dụng hai chip giải mã nhá. Rồi, bây giờ mời các bác chúng ta cùng xem cái phần đáy nhá. Đây, những con máy đẹp này các bác có thể nhìn từ những cái chi tiết, từ những chân này, từ những con ốc này, những dòng ma răng này đều làm những ốc vàng hết. Series của nó đây, con này là series là 107. Đấy, 107, ba số cuối. Dây nguồn này, cầu chì bảo vệ này. Ở đây nó có một cái cục như cục tản nhiệt các bác sờ, khi mình dùng một thời gian, mình dùng một nửa tiếng sờ đấy nó rất là nóng, nó nóng. Đấy, nó giống như tản nhiệt nó nằm ở đây này. Nên thành ra nó sẽ làm một cái miếng sắt ở đây. Mục đích để tản nhiệt các bác nhé. Giờ made in Japan, điện áp là 100V, công suất là 25W. Và đầu này nó chỉ có đầu ra duy nhất thôi. Và có cả cổng quang out. Đấy. Và cổng cáp đồng trục. Đấy. Thì chúng ta có thể là sử dụng cho những dòng âm ni đời mới. Chúng ta sẽ sử dụng cổng quang như thế này. Đấy. Còn bình thường chúng ta sẽ sử dụng cổng AV. Cổng analog out. Đấy. Con này thì size của nó là size 46 các bác nhé. Size 46. Hai hồi gang. Đấy, những con máy đẹp xuất sắc là những con máy các bác lưu ý là phải hồi gang này, nó phải đẹp này, nó không bị chảy, không bị bong chóc. Đấy, đấy là những con máy đẹp. Thứ hai là mặt mũi nó cũng vậy, nó cũng không được chảy xước.
chữ nghĩa là phải rõ nét và không được chảy xước những cái chi tiết mặt tiền. Nên là tuyển những con máy mà đẹp và giá lại hợp lý nữa thì nó rất là khó. Nó không phải là lúc nào chúng ta cũng có thể tìm kiếm luôn mà ngay được. Nên là những bác nào mà muốn chơi kỹ cầu kỳ thì chúng ta phải có thời gian. Vâng nhá. Đấy. Ở đây là những cái cửa ben và nó có những cái hàng phím để chúng ta tua bài nhanh này. Đây là next bài các bác nhá, còn đây là tua nhanh nhá. Đấy, và các chức năng như repeat hay các kiểu hoặc là bấm chọn bài thì các bác có thể bấm ở đây. Đấy, tất cả sẽ nằm ở trên đây nhá. Đấy. Không thì chúng ta thông thường thì cái này chúng ta ít dùng này. Chúng ta để đậy nó vào. Đấy. Quắc xanh rất là đẹp. Còn ra thích nhất là cái quắc xanh của cái đèn này, nó nhìn nó rất là sáng. Nó không như CD80. Đấy, bật là nó nhận đĩa luôn nhá. Cho đĩa vào là nó nhận luôn. 10 bài 47 phút 52 giây. Đó. Rất là đẹp luôn. CD 95 limited à CD 95 các bác nhá. Đấy. Còn 94 mới có limited. Là hai hồi gỗ, còn 95 thì nó là sử dụng hai hồi ga. Và con này máy của nó nặng khoảng 16 cân các bác nhá. Máy này nặng 16 cân. Đó. Trông mỏng thế này thôi nhưng mà nặng tới 16 cân các bác ạ. 16 cân đấy các bác nhá. Đấy. Mặt phay vàng chanh. Chữ đấy rất là đẹp, Marang. Cảm ơn các bác và chương trình này Hoàng Gia cũng xin được tạm dừng tại đây. Trong video sau thì Hoàng Gia sẽ mời các bác, chúng ta sẽ được quan sát mà Hoàng Gia sẽ tháo cái đầu này ra để mời các bác chúng ta cùng xem nội thất các bác nhá. Chúng ta sẽ cùng xem nội thất của con đầu Cere Marang 95 này nó như thế nào các bác nhá, và chip giải mã nó nằm ở đâu thì Hoàng Gia sẽ mời các bác chúng ta sẽ cùng xem ở video sau. Cảm ơn các bác rất là nhiều. Hoàng Gia xin trân trọng xin chào và hẹn gặp lại các bác ở trong các clip tiếp theo nhé.